A Di Đà Phật. Đây là cái nhà bếp mới của chùa Xá Lợi. Thấy khang trang rộng rãi hơn. Và ở nơi đây sẽ là nơi sinh hoạt của Phật tử chùa Xá Lợi trong một thời gian. Chúng ta có cơ hội nhìn thấy cái nhà bếp này thật đơn sơ giản dị. Dạ đó, anh Chí đó. Dạ, anh là đầu bếp chính đó. Mà nấu đồ gì cũng ngon hết. Mà thầy anh vô rồi thầy thấy là mê. Không được nha, không được làm thầy mê nha. Dạ, thầy xoay qua này. Rồi, cô kia vừa xúc chè. Chè không biết có ngọt không mà sao thấy tươi quá. Nè chị Minh ơi, chị Minh úc chè ngọt không mà thấy tươi quá. Còn xa xa kia này chị Kim, bà Mười, mấy cô đang cắt dưa. Còn đây đậu hũ sốt với cà chua. Của anh Huỳnh với anh Chí đang làm trong bếp đây. Thấy thơm quá mà cái máy này không có thâu được cái mùi thơm. Chỉ hình ảnh với âm thanh thôi. Còn Cathy, how are you? Good. It's a new kitchen. Make sure that you can get all the stuff that you want. Amy, khỏe không? Rồi, cô này nữa. Đang không quên tên. Chị biết nè. Linh, dạ. Rồi, à chế. Rồi.